vừa lên cái cây trụ đầu tiên xong nha. Giờ mình sẽ xả lưới ra. Đây, con này cò đỏ nè. Chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Dương sẽ đi test thử cái tiếng chích của mình nha cả nhà. Với lại mình giăng lưới chích nha. Hôm nay giờ là 5 giờ rồi. Hiện tại mình đang giăng chỗ cái này là cái đám gừng sậy nha. Rồi, tất cả các bạn đi theo mình vô trong cái này, mình sẽ giăng tay lưới lên cho các bạn xem nha. Rồi ngày mai mình sẽ thu hoạch cái thành quả của mình cho các bạn thôi. Giờ mình đang vô lưới trong cây nha. Vô cái cây để mình cái đậu đâu rồi không biết luôn. Vô xong rồi cái đậu đâu không biết luôn. Chết, chịu quen nhỏ luôn bạn. Thì lưới mình vừa lên thẳng lưới rồi nè nha. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra lại lưới của mình coi chỗ nào nó có bị máng gì không. Mình sẽ sởi ra cho nó hết dính nha. Rồi mình chuẩn bị mình đặt cái lo. Rồi giờ mình sẽ đi kiểm tra lưới của mình cái đã. Xong rồi nghe cả nhà, giờ mình sẽ đi vô nha. Rồi xíu mình lấy cái lo ra mình đặt ở đây để giờ mình túc tới tiếng chích nha. Rồi vô cả nhà ơi, hẹn gặp lại cả nhà sáng mai mình sẽ thăm cho cả nhà xem nha. Xong rồi giờ mình sẽ đi về thôi cả nhà, tối mình ra mình thăm nha, tối mình ra mình canh. Hiện tại bây giờ Dương với lại Được sẽ đi vô cái lưới của mình nha. Mình thấy cái lưới mình trống trơn, người ta không thấy dính con gì vậy. Thì nhìn thấy xa xa, thấy trên bầu trời kìa. Không biết nó có đeo toàn ten ở dưới không thì mình không biết. Nắng mặt còn dài được. Hình như chó ngang lại nè mày. Ôi dính chim lự chứ mọi ơi. Nè. Ôi. Wow. Con gì đây?
Cò. Cò. Hai con. Một con, hai con. Đây, con này cò đỏ nè. Cò đỏ rồi, cò lép. Con này cò lép hả? Chết queo luôn rồi. Chết chưa? Chưa 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 chết mà. Xăm cái đầu vô không? Con này cũng ngồi, cũng ngon anh chưa? Có, sáng đây sáng dính nhóc. Con này về mình khìa hả? Khìa nó vừa hả? Khìa vừa mà mình chiên nó trước cho nó giòn giòn thấy ngay luôn không? Có anh Dương Đạt ăn ngay. Mai có anh Dương Đạt ăn ngay. Vậy mai nó nghỉ đó nha. Em nghỉ đó hả? Nghỉ tại nhà đó. Ôi mà ôi mai em đi về ghé anh. Về ăn luôn cho nó rồi. Có lý. Đó, nó kêu bên kia theo. Ừ. Nó nghe kêu nó qua đó. Bây giờ anh định nha. Được một em. Xỉu luôn rồi. Xỉu luôn rồi. Ôi con này không dữ ạ. Con này đập em với thằng Tánh á. Hai anh em đi săn một đêm mười mấy con anh được. Ờ, đi bắn là không đúng không? Ờ, bắn là không á. Ngay đập đó, ngay mấy anh em đi trúng. Đập sao nhất anh đi có bốn con á. Ừ. Giờ đây sớm mà mới ừ. Sáng lấy cái lai cam xuống bay thì dạt theo lưới này coi. Đuổi đi. Đuổi hả? Rồi cam dí. Rồi. Con đi ha. Tạm thời là hai con. Đây, thành quả của anh em mình tối nay. Sáng ngày mai sẽ còn nữa. Lưới đẹp quá. Rồi, giờ mấy anh em mình quay về nha cả nhà. Sáng nay mình làm tiếp, đi thăm tiếp. Dương xin chào tất cả các bạn ơi. Thì sáng nay Dương với lại em Đạt mình ha đi ra ngoài này thăm lưới chim nha. Không biết có là không, mình cũng đang đứng cách lưới cũng hơi xa xa xíu. Thì lưới mình bên kia kìa, nhưng mà mình đứng bên đây. Mình thấy ở trên lưới không thấy chân mà khúc giữa quằn xuống quá trời luôn Đạt ơi. Lưới giữa vàng quằn dữ lắm luôn kìa. Giờ mình sẽ quay qua bên kia cận cảnh cái đường hướng đi của mình cho cả nhà xem nha. Hy vọng là nó sẽ có một hạt con chích ở trong đây. Cò thì chắc có rồi đó, nhưng mà chích thì không biết có là không. Tại vì ở đây người ta đánh lưới nhiều, rất là nhiều. Nó nhát dữ dằn lắm. Ơi có kìa, có con gì dính bự bằng kia luôn kìa. Đó, mình thấy trên lưới mình có con gì bằng kia luôn. Thôi luôn. Em thôi luôn. Phải không? Xem biết không ạ? Ôi dính chim cò gì quá trời luôn kìa. Cò. Đây các bạn ơi, đợi lưới này nha. Em đi ra đây coi. Con gì vậy? Ôi đây nè. Ôi con gì á? Con này. Cò. Ôi ở đây nhóc con kìa, ở dưới lưới kìa. Ôi. Ôi. Con này là con gì á? Con này con gì? Con này con gì đây? Con này con gì vậy? Nhặt quý hiếm quá vậy. Thấy không? Đẹp lắm. Ôi đoàn cái này. Đây nè, đây coi, đây con này ha. Đây là. Này đây con cò nữa nha. Đó. Này con này gì bánh kia luôn nè. Ôi quá trời luôn kìa. Ôi trời tùng lưới trời luôn. Hàng kia nó quăng lưới. Ôi ôi. Ôi. Đây. Đây luôn, kiếm con chạy một nô luôn. Wow. Vậy em gửi đi Đạt ơi, dính con bộ xè. Hình như là dính được 5-6 con vậy phải không? Wow rồi, cái này kẹo rồi. Chích thì không có nhưng mà cò thì có nha.
anh cầm tủ lưới ra em gửi đi. Đó. Con này, con này cũng ngon lắm, thịt không à. Ghê vậy. Ngầu ghê. Ngầu ghê hả? Không ghê vậy. Đâu phải gỡ như vậy. Cái gì luôn hả? Dính gì rồi hả? Mập lắm, con này mập lắm. Ừ. Bỏ vô, bỏ vô. Mấy cái túi ấy không nghe, để bỏ vô hồi lũng cái túi trẻ hả? Đây. Con này bự á, con này bự là đặc. Mình gỡ đi, sẵn gỡ luôn đi. Gì? Các cái máy giúp anh lên gà bụng cho lẹ. Để mình lên gỡ cái con này bằng này nha. Mình đang gỡ đây nữa nha. Wow, trên này con đó, đây. Con này chim chim cho chảo á. Thấy không? Ơi đằng kia mới dính con nữa kìa, phải không? Đằng kia đó. Đó, gần đầu lưới đó. Đây nha các bạn ơi, thì buổi sáng của mấy anh em mình được nhiêu đây nha. Với lại mấy con chim nhỏ nhỏ nữa. Đó. 6 con cò, với lại 3 con chim nhỏ nhỏ nữa. Mà mình chỉ cầm mấy con cò thôi, còn chim thì mình không cầm, con bự mình cầm thôi. Không? Wow. Cái này là khi nó vừa là hết sảy luôn đó nha. Rồi chút xíu mình về mình sẽ chế biến cho cả nhà xem nha. Mời cả nhà dùng với mình luôn nha cả nhà ơi. Rồi, giờ mình chuẩn bị về thôi. Có ớt này nó bán được đâu. Thank you.
trơn không chưa? Ngọt thuốc nè. Rồi đây cả nhà, thì cái thành quả của anh em mình từ tối qua tới giờ là đi giăng lưới còi những lưới chim nha. Thì được bao nhiêu đây mình mới vừa kìa được vừa. Thì mời cả nhà dùng với lại vuông với lại được với lại mấy anh em đây nha. Đó. Cái này ăn sao? Cái này ăn sao? Này á, chấm nước mà thấy nước đâu không biết. Không có nước chấm hả? Ăn thử miếng này coi. Giờ nào. Bây giờ mình review thử cái đùi cho nó sao nha. Đây, bóc luôn nha. Ăn gì cho nó văng giải xíu. Đây, cái đùi con này con cò. Mời cả nhà dùng dĩa vô nghe cả nhà ơi. Trời. Giòn. Không quá. Lâu không ăn chiên. Thôi cả nhà dùng lấy mấy anh chị em mình vô em. Ăn đi. Phải không? Ừ. Có con phải cút nha. Không ăn gì vậy? Ngon hả? Không có gì chấm ăn vậy? Không biết, ăn chấm luôn á. Không chấm gì luôn. Ngon quá. Ngon quá mà. Phải hay lạ sao? Ngọt ngọt. Đúng rồi. Chấm muối không? Chấm muối không? Chấm có nước chấm nhưng mà nó dứa thấm vô rau á. Lâu lắm mình mới ăn cò lại nè. Em bỏ thì bớt nè, dưới này nó có nước chấm nè. Đang thèm cò thèm mà ăn vô nước nước luôn nè. Thèm nó ngon nước. Tại vì ở ngoài ruộng mà. Thật ra nãy em thở lúc mà gọi điện hỏi là thằng lấy gì như kho nước à. Hỏi thêm 2 phút nữa là ấy luôn. Ừ, à. Cắt luôn. Làm cái gì vậy? Dọn. Này là con gì? Con người ăn này. Cú. Phải không? Ừ. Cú này thấy không tròn chứ nhỉ? Đậu con đuổi lắm nè. Ừ. Cú. Mềm. Thơm, ngon. Mềm. Đồ gì cho nó ăn được chứ. Cái gì ăn cắn chứ ta. Con nhỉ ra dưới cổ. Có. Con dạ tao luôn rồi. Giòn mà ta. Ừ. Giòn mà trắng dây gì vậy. Mấy cái phần này nó mềm. Ăn đùi nè, không ăn. Vậy là do con này. Con này không phải còn. Cái con nhiều mà cái lông xanh á. Không phải khác, chạy bự lắm. Không phải, cái là làm... Chim sẻ. Chim sẻ, đúng rồi, chim sẻ. Dạ. Con to lên bên rồi. Con gì chạy lít, bằng kia mà. Con chim sẻ này không ơi. Con chim sẻ còn đây. Hợp lý vậy. Con gì? Con chim. Nãy bắt con lá có con lạ. Nè ăn cái này nó mềm này cái. Nè. Ăn cái đó nó mềm không ăn. Để ăn con này thôi. Ăn đậu được. Dạ. Có một chết thịt này. Con ăn cu thịt nơi chứ. Thấy không? Cu hết á. Chắc chưa? Cu hết cu chứ nữa. Nay em nữa con lắm. Còn con cái con. Đầu nè. Đéo. Nè. Vô. Ôi, ngậm không mà vô ghê quá. Cái đầu con cỏ bé ngọt ngon lâu ăn ngon em thấy chắc mình để đây vậy
sáng không được á. Gì? Giang cái đồ đó mày. Cần đèn lon không? Thấy không? Ôi, dễ dàng. Cái đồi nè, đồi nó dạ, nó mềm nè. Ừ, nó giòn nó mềm.